Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Xác định đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Bằng tình cảm sâu nặng với đồng bào biên giới, những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tam Trung, bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện giúp dân với nhiều hoạt động, mô hình thiết thực trong việc xóa đói giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Ý nghĩa từ những việc làm này đã ghi lại nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp của người lính quân hàm xanh trong lòng đồng bào nơi biên giới. Tam Trung là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, có trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Địa hình ở Tam Trung chủ yếu là đồi, dốc, núi cao và suối sâu, khí hậu lại khắc nghiệt. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chương trình, dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng chính sách xã hội cho người nghèo, các nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Song với đặc thù xã vùng cao, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, phương thức canh tác của bà con chủ yếu là nhỏ lẻ, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Là đơn vị biên phòng, đứng chân trên địa bàn của xã, không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồn biên phòng Tam Trung còn chủ động tham mưu đắc lực, hiệu quả cho chính quyền địa phương, giúp đồng bào phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Theo chân những người lính biên phòng đến thăm gia đình ông Hà Văn Dự ở bản Lát, xã Tam Trung. Trong ngôi nhà khang trang có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, ông Dự hồ hởi tâm sự. Có ngày hôm nay là nhờ ơn bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình ông thoát khỏi những ngày cơ cực, nghèo khó trước kia. Trước kia gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Hôm nay từ được bộ đội biên phòng hỗ trợ và các cấp chính quyền địa phương ủng hộ, gia đình tôi đó là cũng khấm khá lên một số của ăn của để, rồi là giúp cho các con các cháu nó ăn học, rồi trước hết không có gì hơn chứ là cảm ơn các cấp chính quyền đội biên phòng Tam Trung đã ủng hộ gia đình tôi. Nhớ lại mấy năm về trước, gia đình ông Dự sinh sống trên vùng đồi núi, đất đai rộng lớn nhưng do tập quán canh tác lạc hậu, chỉ ngày ngày biết làm bạn với cái gùi, con dao. Với mong muốn tìm kiếm con tôm, con cua dưới suối, mớ rau trên rừng để trang trải cho cuộc sống thường ngày. Nhận thức được vấn đề thay đổi nếp nghĩ của người dân thì mới giúp đồng bào phát triển được sản xuất, nâng cao đời sống. Với trách nhiệm thiết thực của người lính quân hàm xanh, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tam Trung đã kiên trì bám bản, bám làng, cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng với bà con, tuyên truyền vận động chuyển đổi sang cách làm ăn mới. Những hành động, tình yêu của các chiến sĩ biên phòng như những cơn mưa dầm thấm lâu vào đời sống của người dân địa phương, từ đó dân ai cũng tin, cũng quý và nghe theo. Bằng tình cảm và việc làm cụ thể, cầm tay chỉ việc cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã hướng dẫn cho ông chọn nơi đào ao thả cá, hướng dẫn ông về kỹ thuật trồng lúa và cách thức chăn nuôi gia súc gia cầm. Trải qua nhiều ngày, bằng công sức mồ hôi của cả đơn vị, cán bộ chiến sĩ đã giúp ông đào được 2 ao thả cá với diện tích trên 500 m² và khai hoang hàng 100 m² đất để trồng lúa nước. Trước sự khó khăn về kinh tế gia đình, cấp ủy, chỉ huy đồn biên phòng Tam Trung đã trích hơn 50 triệu đồng từ quỹ tăng gia của đơn vị, mua hỗ trợ gia đình ông một con bò giống sinh sản, lợn giống và cá các loại cùng hàng 100 con gà, vịt, giống bản địa, có sức đề kháng, thích ứng phát triển tốt với khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Công sức được đền đáp. Sau 2 năm, với sự tích cực hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tam Trung, các mô hình kinh tế của gia đình ông Dự có chiều hướng phát triển tốt, từng bước đưa tinh thần và sự tin tưởng của ông với Đảng, Nhà nước và bộ đội biên phòng ngày càng vững chắc. Hiện nay, ao cá đã cho thu hoạch, bò đã sinh sản, vịt gà đã đầy đàn. Từ việc bán cá, bán gà, vịt, lợn và hoa quả, ông đã có của ăn của để. Năm 2022, ông đã mua thêm bò giống để phát triển thêm đàn bò. Đến nay, đàn bò nhà ông đã lên đến gần 10 con, trị giá kinh tế lên đến hàng 100 triệu đồng. Hiệu quả từ mô hình kinh tế của ông Dự đã có nhiều chủ hộ gia đình trên địa bàn đến học hỏi kinh nghiệm và làm theo, tạo ra những nhân tố mới cho bản làng vùng biên. Được bộ đội biên phòng giúp đỡ, tức là kiến thức bảo gia đình tôi, tức là cây nuôi gà, vịt hoặc là dê, lợn thì cũng thu nhập bao giờ cũng vào 100 triệu một năm, 1-2 năm đầu. Còn tiến tới tôi sẽ phát triển thêm là trồng cây ăn quả như mít, ổi hoặc xoài và
thêm là nuôi dê để tăng thu nhập cho gia đình để phát triển. Nút thắt khó khăn, sự nghèo khó của gia đình ông Dự cũng như nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn xã Tam Trung dần được tháo gỡ. Đó chính là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tâm huyết quan tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tam Trung luôn hướng về đồng bào. Thiếu tá Lò Văn Hiền là một cán bộ biên phòng như vậy. Dù công tác ở đâu, lĩnh vực nào, anh cũng được bà con quý mến, coi như người con của bản. Trên cương vị là cán bộ tăng cường xã, giữ chức danh phó bí thư đảng ủy xã Tam Trung, nhiều năm qua, Thiếu tá Hiền luôn nhiệt huyết, tận tâm trong công việc, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị. Đặc biệt bản thân Thiếu tá Hiền luôn vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động trong việc giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo nơi biên giới. Bước đầu chúng tôi cũng rất là khó khăn vì ngôn ngữ thì bất đồng, làm rất khó, nhưng mà sau mãi cũng là bám dân, cùng ăn cùng ở, thực hiện ở với dân thì dân cũng quen dần mà cũng thực hiện theo cái của mình chỉ đạo. Và hơn nữa là họ cũng nhận thức dần dần là đến nay là cơ bản là các hộ lâu nay là cũng rất là khó khăn, cũng là cũng có cái của ăn của để, như là có cái giống nuôi để phát triển tái đàn. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những cái mô hình mới nhất và đưa vào áp dụng thực tế của địa phương và tuyên truyền cho bà con được nắm và hiểu rõ về cái quy cách làm ở trên địa bàn. Đặt mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Do vậy, cấp ủy chỉ huy đơn vị đồn biên phòng Tam Trung luôn xác định việc chăm lo giúp đồng bào ổn định cuộc sống, ổn định kinh tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị. Bên cạnh việc chỉ đạo các tổ đội địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, cấp ủy chỉ huy đơn vị đồn biên phòng Tam Trung còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực với đời sống kinh tế của đồng bào như trao vật chất, gửi yêu thương nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn về cây con giống các loại để góp phần vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, đưa kinh tế miền núi dần tiến kịp miền xuôi. Các đồng chí đã làm thực hiện rất là tốt cái việc vận động cũng như là cầm tay chỉ việc các hộ dân được giúp đỡ. Thì qua đó thì cái tỷ lệ hộ nghèo của thôn bản được phụ trách giảm theo từng năm. Và chính những hộ gia đình này là hạt nhân, là minh chứng tiêu biểu cho những việc làm cụ thể của lực lượng biên phòng cũng như là đồn biên phòng Tam Trung góp phần vào cái việc phát triển kinh tế của địa phương. Có thể khẳng định dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Dẫu nhiệm vụ của người lính còn nhiều khó khăn vất vả, song cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tam Trung luôn cụ thể hóa bằng những mô hình việc làm thiết thực hiệu quả trong việc giúp dân phát triển kinh tế gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, nơi phên dậu của Tổ quốc. Thì nhân dân trên địa bàn thì rất là tin tưởng vào bộ đội biên phòng, thường xuyên là cung cấp các cái thông tin cho bộ đội, ví dụ như là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong công tác tuần tra bảo vệ biên giới, góp phần cùng với bộ đội biên phòng là giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, những người lính mang quân hàm xanh bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã và đang gần dân, bám dân, giúp đồng bào triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Chính những việc làm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã giúp đỡ đồng bào khu vực biên giới từng ngày từng giờ thay đổi nhận thức trong cách nghĩ, cách làm để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương trong xóa đói giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Với những nỗ lực của những người lính biên phòng, phối hợp với chính quyền địa phương nơi đây đã giúp cho vùng đất biên viễn này ngày một khởi sắc, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt và cùng nhau xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Chuyên mục biên phòng toàn dân hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.